Ok, chân dương bần to mê riêng dương to từ tiết nè. Lực rưu ở dương mơ cái này cái này cầm nọt tầm lại nè. Cầm nọt tầm lại nè. Chức nông ca cầm nọt tầm lại ní ôn khơi nhờ khăn ông ní hái rụp bổ môn này ca cầm nọt tầm lại. Kê mạc áp bà bà cầm nọt tầm lại bà ai lơ thay đám nhưng cầm nọt tầm lại bà ai lơ thay lộ chênh. Chân rụp bổ môn tìm mùi cầm nọt tầm lại từ lơ mạc áp on cost, đó là cost base. Thay lộ chính mà nâng unit cost cùn ở mùi bộ phía rồi mạc ập. Sẽ tốt phía rồi mạc ập, phía rồi mạc ập nâng cứ chì phía rồi để dương cầm nọt thay chùm nành. Vậy nhé. Cầm nọt thay ta dương chùm nành, dương trong chùm nành phần màn. Ủa thì hóa này, nó không rút này, nó không nông ở ní. Ủa thì hóa thập là tự có nâng cót lộ xam sập đờ lá. Thay đào mà cót á. Hay cót mạc áp đập ram phía rồi nó cứ ở quay để cót trong chùm đánh, cót trong chùm đánh bị thay sang sắp lá, cót trong chùm đánh đập ram phía rồi. Mình này thạc nông mà dù nít để cót tinh màu nó, gửi dô mà phải lật nó cót thấu chùm đánh buôn là bẻm cả. Nhưng chẳng xa liên prai bỏ cót cứ sang sắp buôn chạy pram, bà này dô sang sắp bộ nó buôn chạy pram. Thế nhé. Tòa là phê thay lụi chánh, xa liên prai nó bỏ phải lật có nè. Vì tôi chỉ thay đá mà nó bỏ wholesaler. Wholesaler này. Chừng wholesaler nó còn tinh châu bởi mát 34.5. Hay còn mạc áp bởi mát 30.5. Chừng 30.5 này 34.5 cứ đọc lá đà 30.5 cả. Nhưng bà rụng môn này. Môn lơ này. Mùi unit cost nó do 34.5 này. Cùn rồi mùi bột nâng. Mùi bột nâng 30.5. Và mùi bột xôn cho 30. Mùi nâng mùi cho 30. Chừng unit cost này. Bà thay mọi người ta xem 34.5 ní cun ơi mùi cho 30 bồi dương 30 phía rồi chứng mùi bột nâng 30 phía rồi nhưng mùi cho 30 chứng xa liên prai bà cốt cứ 34.85 ở nhé lúc rô nhầm mặt khánh sinh ai phóng mấy tiệt rồi chắc kháng kia dương xây chết khơi nhé nhóm khơi cho lúc rô khơi lúc rô và một cái khơi dương chi dương mơ tu sạp dương thấy chưa từ vực này dương chi cho anh khơi cái này thật khơi nhai dương mơ tu sạp dương nhóm mắt khơi thật khơi thật khơi bánh ha tu sạp bao này bây giờ computer nó ngay bạc mà miền bỉ mũi ông cô university mũi tiết ông cô university presentation bạc chẳng ơi nghe dân châu thân mất nghe dân nè thành mau ấy này chơi à cái lạnh chơi cái lạnh person bong cái lạnh person nghe dân trăm nghe dân phong thôi nhà ổn thôi nhà ok nè good ta nghe bạn lo bạn chẳng ổn khơi nhé nè cái học based on khó nó cứ thay lộ trình nhỉ, nè, chương rụp bốn ní, kịp ai cần lựa thay lộ trình ní, sai số bốn cho ba trăm phía rồi nó cứ thay lộ trình như bọn nẹt lộ đồng, chương việc khai tôi chỉ ấy là bọn nẹt lộ gì ấy, việc khai tôi chỉ thay đa một bọn nẹt lộ gì ấy, nhé, chương nẹt lộ gì còn do chân anh má nó sai số phía rồi ạ, chương bờ tam rụp bốn sai sai sập bún cho ba trăm phía rồi à sốm tốt sai sập bún cho ba trăm côn ơi côn ơi mán nè được muốn nè anh không cần này retailer côn ơi mán mở nè nhớ lấy những cái thầu chuyển nối côn ơi mán côn ơi muối bột khai ở phía rồi mặt ập ba mặt ập ở mán retailer sai sập phía rồi sai sập phía rồi chẳng trâu dọc nắng sai sập bốn trăm ba mươi gram đô la quân nắng mán sập đâu mùi cho sai sập ba mùi cho sai sập ôn sa quân mưa đâu cũng khơi chẳng mùi cho sai sập tốt khơi sa liên prai này nè ta bậc quân sai sập phía rồi khơi ta lơ nịt nè ta mùi cho sai sập mới mang sa liên prai mùi nó cứ khuôn ảnh cứ mán khuôn ảnh cứ sai sập bốn trăm ba mươi gram chẳng mạc áp sai sắp phía rồi, mà đọng phần cho cao buôn, bột của chỗ kia, sai liên price mà không có phí cho chất buồn. Chẳng phải ôn mơ nữa, khó để tinh, đọc bọn này, khó để là có tinh mà ta xem sắp phía rồi, đọc về thay lụa chánh,
retailer có lụa tao nè nè lụa riêng có lụa tao cái nào tiện chôn tèm đòn nhưng mà tiện chôn tính học sắp chất 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 sắp phẩm buồn đồ là thế nhé tại thay đá ấm nó bỏ vào tao có mình tao xem sắp thì phần đây là nó kì vô mọc và phần đá tấu thế nhé và chắc là nó kì hà rụng muốn mark up on cost or cost base ទី2គឺ mark up on price រូប9 mark up on price វាហៅការកំណត់ប្រាក់ចំណេញផ្អែកលើថ្លៃលក់ចេញផ្អែកលើថ្លៃលក់ចេញ price ស្មើ unit cost ថ្លៃមួយឯកតាចែកឲ្យ 1% mark up រូបមុនចេះវិញថ្លៃមួយថ្លៃលក់ចេញណាថ្លៃលក់ចេញស្មើ unit cost ថ្លៃមួយឯកតាចែកឲ្យ 1% mark up ណាអញ្ចឹង manufacturer ដែលគាត់ទិញមកខោរបស់គាត់30ដុល្លារ mark up គាត់15ដុល្លារដដែលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍មុនដដែលហ្នឹងតែអញ្ចឹង selling price របស់គាត់បើថាយក30ចែកឲ្យ1ដក% mark up mark up ហ្មង 15% ណា 15% បើ1ដក 0.15 ស្មើនឹង0.85 អញ្ចឹង unit cost បែ30ចែកឲ្យ 0.85 ឃើញទេយើង 0.85 ស្មើនឹង 35.29 ឃើញតម្លៃវាទេកាល mark up on cost ត34.50 ទេដល់ mark up on price តម្លៃវាឡើង 35.29 ឃើញទេអានេះអ្នកលក់អ្នក OC បើសិនគេ mark up on price គេចំណេញច្រើនណាថ្លៃលក់ចេញវាខ្ពស់តែគេចំណេញច្រើនណាប៉ុន្តែថ្លៃវាខ្ពស់ទៅតាមនឹង The wholesaler នេះ 35.29 វាខ្លាំងជាថ្លៃដើមរបស់ wholesaler វិញហើយគាត់ mark up 30% ដដែលជាងគាត់ mark up 35% ដដែល selling price គាត់មានរហូតដល់ 50.41 ឃើញទេប្រើរូបមុននេះហើយតម្លៃ 50.41 នេះខ្លាំងជា cost របស់ retailer ជាងគាត់ mark up 30% ទៀតទៅ selling priceមានរហូតទៅដល់ 84.02 ដុល្លារឃើញទេអញ្ចឹងថ្លៃលក់ចេញផ្អែកនៅ markup on price ស្មើនឹង 84.2 កាល markup on cost មានតែ 62.79 ដល់ 63 ចុះ 62.79 និយាយថា 63 ដល់នេះមានរហូតដល់ 84 វិញខុសគ្នាទេអញ្ចឹងគេថាវិធីសាស្ត្រនេះគឺជាការកំណត់តម្លៃផ្អែកលើថ្លៃលក់ចេញនិងការកំណត់តម្លៃផ្អែកលើថ្លៃទិញចូលទិញចូលនោះគឺ cost ផ្អែកលើថ្លៃដើមអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើអាជីវករគាត់កំណត់ប្រាក់ចំណេញផ្អែកលើថ្លៃដើមឬក៏គាត់កំណត់តម្លៃផ្អែកលើថ្លៃលក់ចេញនេះយើងមានរូបមន្ត2ខុសគ្នាណាអាហ្នឹងគ្រូនឹងធ្វើ quiz មួយទៀតដល់គ្រូដាក់តម្លៃយើងអនុវត្តណាបើកំណត់តម្លៃបើផ្អែកលើថ្លៃលក់ចេញប្រមាណបើផ្អែកលើថ្លៃទិញចូលប្រមាណអញ្ចឹងណាយើងឲ្យកំណត់ប្រាក់ចំណេញនឹងលោកគ្រូនឹងព្យាយាមដាក់ quiz ឲ្យយើងសិក្សាពីការកំណត់តម្លៃ P មួយទៀតក្នុង price បាទពីមុនយើងនិយាយតែយំន័យតែឥឡូវយើងឲ្យកំណត់តម្លៃឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកំណត់តម្លៃមកហើយយើងអាចប្រៀបធៀបមើលថាតើការកំណត់តម្លៃទាំងពីរហ្នឹងមួយណាប្រសើរជាងបាទបាទឥឡូវយើងកន្លែងនេះលោកគ្រូពយល់ប៉ាល់ពីថ្ងៃមុនដល់ត្រឹមនេះកន្លែងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីនេះសិនមិនអាចទៅមុខទៅស្រួលណាបើនៅសពេចសពិលទាំងនេះទៅមុខទៅពិបាកបន្តិចពិបាកវាពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីចលេខណាបាទឡូវមានសំណួរអីអាចសួរលោកគ្រូហើយមកដល់នេះលោកគ្រូបញ្ជាក់ច្រើនដងដោយសារថាវាសំខាន់ព្រោះវាជាលេខបាទមានទេមានសំណួរទេចាន់នីនយល់អត់នេះយើងរូបមន្ត2ហ្នឹង
Nà rong, mấy đấy nà rong. Bác, nó cứ toàn tệ. Trong cho lòng khuyên tí dụng đủ. Trong cho lòng khuyên này. Bác, bác. Ấy thì dương mơ nông nông fly nó cứ tớ ni mark up on cost. Dương ai bị hù bị dồn bị chạy tiết á. Mark up on cost mình hạ ca cầm nó tùm lấy ai lơ thay đơm. Thay đơm mình hạ thay tinh châu. Đó. Ca cầm nó tùm lấy ai lưu thay tình chôn. Ca cầm nó tùm lấy ai lưu thay lụ trình. Ca cầm nó tùm lấy ai lưu thay tình chôn. Ca cầm nó tùm lấy ai lưu thay lụ trình. Nhưng rụp môn phí khóc nìa. Thay tình chôn mà nên là vì thọc chiêng thay lụ trình. Ủa thì họ thay dương tình. Rồi bỏ con một tô muối tình chôn đọc đó là. Chẳng tìm mũi ta dương cầm nó tùm lấy bước ai lưu thay. Tình chỗ cứ đọc là vô chữ đọc là chữ cool chữ mua là than nông ca cầm nọ tầm lại bạn ta bởi dương cầm nọ tầm lại ai đưa thay lộ chánh bạn này tha dương lộ chánh tình chỗ đọc là đại dương lộ chánh cứ đọc pi là là ưu ti hỏi chẳng ạ chẳng bởi dương cầm nọ tầm lại ai đưa thay lộ chánh bạn này thay dương do đọc pi chữ cool ta bởi dương cầm nọ tầm lại ai đưa thay tình chỗ bạn này dương do đọc chữ cool nó không mua được than nông cá cầm nót prạ chấm chấm nành thì nhé trong cái prapi dùng một cost base cái cầm nót lấy cho lơ mua được than thay đơm nhà thay tiền chôl anh ấy mark up on price được gọi market base bạt này cái cầm nót lấy ai lơ thay tiệp xa thay tiệp xa mà thay dùng lộ trình nó là tình chỗ và mán ọt bàn cất để cái cất thật thật nó phải để những lũa ta bia bàn và màn thế nhé bà bàn và màn anh nói những lũa có bôi chiên cost nhưng chỉ đánh bôi ta bờ tầm lấy market base nó market nó việc tiếp chiên cost những lũa thằng nông tầm lấy khác nhưng rất là khá tiền nhé trong những ọt chân anh thế bà và những miền sầm nổi bọt tê lục rú chồ đỏ lục rú sông sông lục rú lục bồn pi nắng đôi khnhiều prai đồng pi lục rú à lơ gặp prai à cong gặp prai à muôi thay đá mà muôi thay lụa lục rú ba prai nắng bắt đầu prai on cost and prai on market prai on cost base prai on market base nhiều mưa nông bùng chỏi อันนี้ price on cost base price on market base เนี่ย price เนี่ย price นี่ price ตะเลือ market base price นี่ price ตะเลือ cost base price cost base price market base เนี่ยจึง price ลุจังมุ้ย price ลุจังโชว์เลือตำไรลุจังหรือตำไรทิพซ่าថ្លៃមួយទៀតថ្លៃលក់ចេញឈរលើតម្លៃទិញចូលឬតម្លៃថ្លៃថ្លៃដើមបាទថ្លៃលក់ចេញដូចគ្នាដែរបាទនេះគឺអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រកំណត់តម្លៃតើយើងកំណត់តម្លៃដោយឈរលើថ្លៃទិញចូលឬកំណត់តម្លៃដោយឈរលើថ្លៃលក់ចេញតែពីរហ្នឹងថ្លៃទិញចូលថ្លៃលក់ចេញបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណា mark up on price កំណត់តម្លៃប្រាក់ចំណេញទៅលើថ្លៃលក់ចេញ mark up on cost កំណត់តម្លៃទៅលើថ្លៃទិញចូលអញ្ញេះបាទយើងច្បាស់ទាំងហ្នឹងលក់ចេញទិញចូលធម្មតាទិញចូលប្រកាសជាធូរថ្លៃឬក៏ថោកជាងលក់ចេញលក់ចេញគេលក់យកចំណេញតទៅទៀតបាទបាទឥឡូវយើងចូលចំណុចទី5 competition ការប្រកួតប្រជែងណាការប្រកួតប្រជែងបាទយើងនិយាយពីការប្រកួតប្រជែងស្អីទៅការប្រកួតប្រជែងណាមាននេះចំណុចទី5នេះណាបាទនេះគ្រូដាក់កំហំហើយចូលទី6អញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងដូចតែយើងដឹងហើយថានៅក្នុងអាជីវកម្មមួយក្នុងការកំណត់តម្លៃគេកំណត់តម្លៃនឹងការប្រកួតប្រជែងក្នុងយុគសម័យដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងការកំណត់តម្លៃទៅលើភាពជាក់ស្ដែងហើយណា
chứ phụ ôn sở mày mơ tha ca cầm nọt tầm lấy nông dục sở mày một con chế ngu đi hó nè cầm nọt tầm lấy nông dục sở mày Covid đập bùm 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 nè sẵn tha kia miên chim phi mơn và tốc nhiều ở ngay ban và màn ngay ban sai sập hà sầm nẹ mà rồi nẹ nâng chân chiêng phi mơn và tốc hay sai sập hà sập rư mà rồi pi rồi nẹ đầy những lụa sầm bọt ở ngay đi ban tách nè pi hôi mỏi ha chất sập mà hôi nè phiêu bọt tế hả anh yêu phiêu không sốc dương của bà nâng sông tên ở đây bà phù quạt trên chỗ là miên nẹ nà tụt bình nhật quạt tê nhưng dương của bà rộm thịnh thế nhé đời lai sầm rạp nhiều bò tế quạt trôn máu dương đăng mỏng đặc nhiều không sốc khi bà bà nông ca kẹt nìa bà vì phù quạt ca sầm rạch chất sẵn nâu được trên chỗ bò quạt dương miên nà nà rộm đã bên theo một tế miên linh to bộ với cái đằng chuẩn chiết ni màu chuẩn chiết ni sắc nâu chuẩn chiết ni nâu tận na nè cái đằng màu tại bờ sân giờ mai dướng miên đài sông chúc bạc miên đài rica prap đồ nè đôi dương chọn tàu phun bính tàu tàu đây cái đây mình đây cái ở tàu đây ở ta cái đây đây tiệt sắc cái đây đây tiệt vòng ôn cái đây đây quạt cái đây đây bọt tòng tận na cái đây tàu trắng bắp bạc không cá kẹ nia thấy nhé và tại vì nick kiện dây ông pika cầm nót đầm lấy nông giúp nông pê đầm miên ca một cuộc bị chèn chỉ tu tấu ca cầm nót đầm lấy nông ca một cuộc bị chèn kề tay như cầm nót đầm lấy smart nâng tiệp xa rồi tiệp riêng tiệp xa smart nâng tiệp xa mình thay kề lộ mát nhưng lộ phần đằng nhé tiệp riêng tiệp xa mình thay bờ tiệp xa kề lộ mà phây là lấy nhưng lộ đập bay đập bốn nhưng lộ đập ram đập môi nhưng tử tại ca cầm nát đầm lấy nông dục sao mai cũng chế mình men đầm bay prạ chầm nành tê tai đầm bay kỳ hai tha đầm bay phiếp ru riêng miền bọt miền ở lời tiệp xả đôi ca cầm nát đầm lấy bao sản tha kia nó khát xem liếp nông dục sao mai cô ít đầm buồn ý nhưng ăn ai bắt đầu quạt tha mấy bên cai buồn cai pram lụ đầm lấy mà phây sam sao bia ao te sầm nã ao ở tai ăn cai lụ chẳng mấy mình ai bắt đầu bàn tê vì pro đầm lấy đã quạt lụ cọt lụa đầm bay té ao miên hiu mà sân nặng nâu đầm bay ao tai cọt bạc phương đầm bay ao tai mà sân thì che rư co là bò nó không ao tai cọt miên đầm nà cá cầm ao bốc cầm ao khôi cầm ao lui cầm ao sói miên mà nước bọc chút phần đăng tì tại bậc cô đau ở hồ si cô đau ở chi bậc cam cứ mình mèn tì nè cô đau thì ca lụa bạc cọt nông dục thì mày vừa bị chạy ní cứ đầm bay phương mách ôi miên mà nuốt nó không ổ tài là bộ tài phần nào nấy bọn miên mà nuốt trên châu thay toàn tí với khôi cái đau cái la tập cắt tập khôi cho hao gì buộc nơi ấy hình soi châu tấu khai khuôn anh từ bình tế buộc miên bộc lực diêm miên bộc lực thay miên bộc lực toàn miên bộc chu sầm a thì sẽ housekeeping hay đường xuân cho bà này bà này thay toàn xuân này kế hạ cây nâng này cái engineering vị soạn cam này chịp này tụi bây chỉ quạt mình đầm nơi cá có quạt thở tại đạm nuôi thứ cả đầy thấu tầm biên mình được thay tòm xuống mượp tực mượp lớn bởi chân đam chơi còn ngọp ỏ nè sau cả ấy còn không đam ở rộp bòn rộp mớn bà mình đã thay nè mớ mình khôi ỏ bù khăn ơi phùi ấy nắng bờ sân dọn mình đã chụt nè thay nè đi tế tôi chỉ tụi ly tôi bình đăng tớ chẳng khôi nè ấy bạc quá thường luôn mọc mọc cái đằng thằng con ắt bạc tiếc cái lên đấy tụm rom tệ strong down tụm rom tệ recover mòm thương mại cái thiên bạc thay dương bạc hạt về lìa bạc chẳng thấy bạn nông dục sao mày vượt chén cứ chia đầm lầy mũi để ai thà tiếp chiên tìm xả rồi đầm lầy mũi đầm bay ở cầm huấn nâng miên quát miên lơ tìm xả tệ bạn học tê tem men như cô đào phải chấm nành nụ lời chẳng bằng nhạc khai chia xưa đó ngô tài xin miệng lâu lộ ta thọc thọc lại bà cai buồn cai phèm ruộng phây sang tập viên lụa cá đài nhưng thay ọt miền thì cá thì bị ni sầm khắn ôi tập miền mà nuôi mà thứ cá khla khla hơi nâng tập nợ cá chỉ một cam cọt đầu miến đầm bầy cọt tiêm luôn nó bị để chọc covid cọt đường bàn nhiều buồn kỳ riêng ta phần đằng tên hùng dục sao mai một cuộc bị trẻ nhé bà mở ôn nam miền sầm nuôi tiết vẹp còn như này đi phạm nè khu bây giờ phần đằng bà thế cú chô đôi bà bà toàn miền là cứ bà là toàn miền đây nè bà toàn miền thế cú chô cho nói chi phẩm mùi
Chúng ta chỉ mua chỉ chúng ta tầm khánh về phần năng break even point analysis rồi break even point chấm nốt strong down BE tầm năng ở phía thao break even. Break even mình hãy chấm nốt strong down. Break even point is the study of relationship between cost, revenues and profit of an organization. Break even is the study of relationship between costs, revenues and profits of an organization. ចំណុចស្រង់ដើមគឺជាការសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រាក់ចំណេញបាទរវាងថ្លៃដើមប្រាក់ចំណេញនិងចំណូលបាទម្ដងទៀតយើងអាចបកបច្ច្រាសម្ដងទៀតបាទចំណុចស្រង់ដើមគឺជាការសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងថ្លៃដើមចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញនៃអង្គភាពមួយ of an organization ឃើញទេអញ្ចឹងម្ដងទៀតចំណុចស្រង់ដើមគឺជាការសិក្សារវាងថ្លៃដើមចំណូលនឹងប្រាក់ចំណេញនៃអង្គភាពមួយឃើញទេបាទ at break even point នៅចំណុចស្រង់ដើម TR ស្មើនឹង TC ណា TR ស្មើនឹង TC ស្អីគេ TR ស្អីគេ TC នេះយើងនៅចំណុចស្រង់ដើម TR ស្មើនឹង TC and hence profit equal 0ហើយដូច្នេះប្រាក់ចំណេញស្មើនឹង0អញ្ចឹងនៅចំណុចស្រង់ដើមមានន័យថា TR ស្មើនឹង TC បើ TR ស្មើនឹង TC នាំឲ្យប្រាក់ចំណេញស្មើនឹង0បាទអញ្ចឹងស្អីគេ TR ស្អីគេ TCTR total revenue គ្រូ TC total cost បាទអូខេ good ណាអញ្ចឹង TR total revenue TC total cost បាទអញ្ចឹងនៅចំណុចស្រង់ដើមចំណូលសរុបស្មើនឹងចំណាយសរុបបើចំណូលសរុបស្មើនឹងចំណាយសរុបនាំឲ្យប្រាក់ចំណេញស្មើនឹង0នេះចំណូលសរុបស្មើនឹងចំណាយសរុប hence profit equal 0នាំឲ្យប្រាក់ចំណេញស្មើនឹង0ណាបាទ algebraic analysis ការវិភាគតាម algebraic ណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្តនេះមកអនុវត្តនៅនេះហើយអនុវត្តនៅនេះបាទលោកគ្រូពន្យល់ក្នុង algebraic analysis ការវិភាគតាម algebraic analysis បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងយល់ហើយគូបន្តដល់នេះយើងវិភាគតាមរូបមន្ត algebraic break even point quantity ណា quantity គឺបរិមាណណាបរិមាណនៃចំណុចស្រង់ដើមគឺជាតម្លៃនៃ Q at which TR ស្មើនឹង TC ឃើញទេអញ្ចឹងបរិមាណលក់ដែលអាចនាំឲ្យមានចំណុចស្រង់ដើមគឺជាទំហំនៃ Q Q នឹងគឺជាបរិមាណនៃផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានលក់ដែលធ្វើឲ្យ TR ដែលធ្វើឲ្យ TR ស្មើនឹង TC TR ក្នុង TR ស្មើនឹងអី TR ស្មើនឹងអី TR ស្មើនឹង EQ TR ស្មើនឹង TC ប៉ុន្តែ TR ស្មើនឹង PQឬអាចថាពេកុយណា PQ P នឹងជាអី P មើលចំណូលសរុបស្មើនឹងអីបងអូនចំណូលសរុបស្មើនឹងអីយើងនិយាយសាមញ្ញទេកុំអាយមើលអសយើងនិយាយគំនិតណាគំនិតជាការគិតរបស់យើងណាចំណូលសរុបស្មើនឹងអីគិតទេចំណូលសរុបនៃអង្គភាពចំណូលស្មើចំបាទចំណូលស្មើចំណាញ់ដល់នឹងចំណាញ់ចំណេញដកចំណាយមិញចំណូលសរុបឥឡូវបងប្អូនលក់ម៉ូតូបើថាយើងបើកហាងលក់ម៉ូតូច
chấm nô rộp mộc vì cá lụa một tàu mà nó ngay gật chế vậy nhỉ sôi giòn mà dừng hai chữ lấy nè anh ấy đi sạch mà chữ lấy á mền con mấy như nè cất cầm nứt chia khay khay tên nè mà nâng trả chậm nay bốc nâng nay drop lục lục thường ngày này thiệt bà này công a cất rương ngày chậm nay như nà này nhưng cất rương chậm nâu drop thà lâu nó dương rồi xí sẽ hòa cam thì cho cứ lộ bật tục sẵn thà kì mùi chứng chùm nô giả rốc bí ca lộ bật tục nây dần thà kì mùi xa mơ nâng ấy mơ nâng ấy ạ à. Dạ mày trẻ dương xây mấy mấy bật cái kẹo nía nè cha là kêu ăn bạc cay mà là kêu lục men chấm nâu sữa bọc dưỡng sao trái cồn nâng bảy màn cồn bát tâm trâu hời ai vừa bạc kết nà rồng chấm nâu sữa bọc nay cá lụa bẩn tốc pha nâng tầm lay bẩn tốc muối tầm lay bẩn tốc muối tang đòi pê nhót hình pê hình kiệu hình phì gì chứng chấm nâu sữa bọc pha nâng tầm lay muối bẩn tốc tầm lay muối bẩn tốc cứ pê con nâng côi, côi ấy bạ màn bằng tốc để bán lúa ủ thì hoa tha con miên mà rơi bằng tốc nông mà bằng tốc có lộ một phây hiếc ta mà ngay nâng có lộ bàn ta hà sắp bằng tốc nhé chẳng kiểm nô rộp nấy ca lúc bằng tốc nấy ổ tài mùi mà nâng thay mùi bằng tốc con chùm luôn bạ màn bằng tốc để bán ấy để bàn ấy gọi để bàn lộ để bàn búc chẳng á nhớ già cha lâu cái lấy mấy một tàu anh nhường à ưu đi học vì một tàu chọc không nào một tục thà kia cái lấy thà búc 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 nó tình cọ năng hay nè mà cái tình cọ tình nó búc người ta cọ tình tình các bạn cọ này cái dò ấy tình cái dò đây phần cái mình dò một tục với cái dò tập ra ai gọi dừng với nhau, dạ phim phải buồn máu gọi dừng với nhau. Cha lâu dừng ưu ti hoa ha. Chùm nô sọp nây hang lụa mô tô muối, mà nâng thay nây mô tô mùi cướng cun chùm nôn bại màn mô tô để bán. Lụa, nây dô lô bi cùng nứt ni hế, còn sập ni dô lế. Sở, mấy cái sở. Dù cầm đất này thế cầm khăn ở dù bị cầm đất sẵn dù lực nây ca lụa mô tô sở rốc tự ổn bát bát chúng ta thay nây mô tô mùi cướng côn chùm nuôn bại màn nữa cơ chùm nuôn mô tô để bàn lụa nữa quỳ nâng chân bàn kia xe nâng vùng chọ thả pế pế quỳ khu à phi khu chân chùm nô sở rốc mà nâng phi khu nế ấy cũng nộp về vì chi chuẩn mạch xong đá mình chắc bài hát thi o mà thằng thi si và đây thi si nè cái hao total cost nè play đam sờ rộng nè vì mà thằng fixed cost book variable cost của người quỳ em nó cứ fixed cost winning variable cost q nó cứ bài mà để bán lỗ thì nhé chúng mà nâng f bộc nâng v côn ở q nè 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 lâu à lớn đi ở toàn là lớn đi sân đấy ở toàn lớn đi sân nè chua có hòm nữa nè 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 đào thầm đi toàn à chân là cột chân phát ra bé lâu cục ở yol bị tu sân nặng sân đấy còn ai ở kịch cái thai chùm nói xong đám cứ chi chùm nói để mình chùm nánh hơi có mình khát bà mình chùm nánh hơi có mình khát xa mây ca prạ chùm nánh profit mà nâng ấy mây ca prạ chùm nánh profit mà nâng ấy profit mà sôn thế xa mây ca prạ chùm nánh ở toàn dây bì chùm nói xong đám xa mây ca prạ chùm nánh
profit smart nung mày đã mày là cú xây là đạt kiến đấy đạt kiến dương mới khơi chậm ná chậm hẹp phóng ấy เมื่อเลยครู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 เลยคร
Lực rút phương ảnh đắt bỏ mệt khởi tì. Lực rút mình đắp 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 đắp. Lúc cô chẳng dạy bị chúng đánh sẵn đam mưng mà lúc rú. Rồi cô lúc cô chẳng dạy bị đảm bây rộp rạng chúng đánh tầm đó. Bạn đảm bây rộp rạng chúng đánh. Do chúng nó sẽ rộp đọt đánh chúng này. Ok, good, profit. Bạn chúng nó sẽ rộp đọt chúng này sẽ rộp. Chúng nó sẽ rộp đọt chúng này sẽ rộp. Chúng rạng chúng đánh chúng đang total revenue đọt total cost. Nhé. Total revenue đọt total cost. Chẳng hạn. Chẳng hạn là đẹp rạng chẳng lãnh mà sốn. Hình nhé. Bởi rạng chẳng lãnh mà sốn mình này thế. Total revenue đó total cost mà nâng sốn. Hình nhé. Nè. Total revenue profit mà nâng total revenue đó total cost. Nè là không mình sáng đám á. Chẳng rạng chẳng lãnh profit ní smart nâng total revenue dot total cost ni dot sân nè. Chớ bơ prạ chmnh smart sôn miên nay tha total revenue dot total cost smart nâng sôn. Nè. Bơ total revenue dot total cost smart sôn miên nay tha total revenue smart total cost. Nè. Pon tae total revenue smart nâng p con người quỳ nhé PQ bài hát thay với ai cả ta quân chấm nuôn ai cả ta để bán rồi gặp bạn thì man này ai cả ta để bán lỗ phải quỳ nè khởi nó slide của cho online đấy khởi học nè đấy khởi nghề rồi bạn nhưng chẳng p con người quỳ nó cứ thô thò thì bền nhiều à p tầm nang lại thay với ai cả ta Q ní tầm nang bạn thì man để bán lỗ chấm nô job spa nâng thay một ai cái ta quân bại mà để bàn lộ nè hay nơi chúng nói rằng đa miệt spa nâng total cost và đây total cost nè spa nâng fixed cost thay đàm thế bột nâng thay đàm phải pru quân ấy bại mà để bàn phật lận nhé xây tới thay đàm thế cứ chỉ thay đàm đại mình phải pru tàu tam cát ta phật cam cùng vô liêm đằng tiết đấy. Thầy đàm thế cứ thầy đàm đàm mình bài bố tàu tam ca bà lật. Khu thi ho sắm manh mùi. Thạp ôn tàu chua lan. Dô mở rột đặc nhiều. Chua kết chừng ngay do. Chua lan kế mà ngay xam sắp. Bà dô tàu đặc nhiều. Nếu bây giờ dân chua lan kế à thầy chua lan nữa. Kìa thầy đàm thế. Chua lan kế dô mọc đặc nhiều. Sắp nô xô tha, đàm bay đặc nhiêu ban lôi mà quên cái thầu chùm này ấy khá. Cái thầu miên chùm này pi thông thông. Chùm này thì mũi cứ chùm này chùa lan. Ai chùm này thì pi cứ chùm này ấy đàm bay lan từ một cát.
chân ai sang ba chân ai sang chân à sang ní bà sân bà cót chua lan hơi cót ở rốt to là sao miên sang miên ọc sang thế ọt ọt bà thế thay phải khó nè thay chua nè ôi 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 kì ọt ôi lực rồi ôi chân à ôi nâng hơi kì hơi thay đàm thề tụi bây chìa cót mình rốt có cót thâu ta ôi kì xàm sập tại thay sáng ăn miên tế thay sáng ăn miên tế thay sáng cứ sở rộ tại bờ cót nè có rốt căn tại chân nè có rốt căn tại ngay căn tại chân nóm ôi bại màn sáng ở chân chú bại màn chỉ lít nè à cất chỉ lít chọ chân côn chùm luôn lít tớ là thay một lít mươi đồ lá bởi dừng rốt nàng đọc lô ôm lít đọc lô ôm lít chân đọc lô ôm lít đọc lô ôm lít bầm rồi cái lô bà này mùi quân mà rồi đâu nè bà xong tôi mình mùi quân mà rồi đây. Đọc lô mà lên chẳng mùi quân ấy đọc bà này đọc lít rồi bà mà rồi cái lô bà nhé chẳng à tầm lại vi chú nó cứ tầm lại prai prú nó không bị ai cả ta bà hay tầm em nó cứ phải khó sọc máu nó phê là ọt miên bà rì bà khó prai prai prú ọt miên tế cứ ở đi sâu bà đi sâu cứ miên tầm phải khó hề bởi cả này dương ọt vừa chi bà cảm xót bà này tham miên là phải khó chẳng phải khó bà có ọt cứ mênh và mán sang sắp được lạc nó một ngày tè bà đi bà có ọt miên tế chẳng nụ phê đề quát bà lật căn để chả ơn bà đi bà có cân tè nôm ơi phải khó bà có ọt nâu tà đại lên tà đại là đại lên phải khó bà tè bà đi bà có bà đi bà có càng này dương phơ giả cảm hiếp căn để chả ơn chùm này căn để chả ơn tại phải có ọt thì phơi có phần nắng mình phơi có phần nắng nè nên là cũng rất thời gian bây giờ phải có những variable khó khăn rồi bạn trong là cụ thể ở là đi sách tiền mà khó tam lục bốn cái đất chia nghề mà phải nhé bà lâu à cũng rất là lấy nè tại vô ọt lấy năng này total when used mà đang pay còn quý hay total cost mà đang phải cost book variable cost còn quý ở vô thầm cũng rất thầm đi sân miền ấy ôn miền sầm nô tầm này lực rồi đầm lầy thế có lầy thế lực rồi lầy đam thế phích lầy đam thế quý variable khó lầy prai prul นี่นี่นี่โอนโอนเบอร์ตรงนี้เนี่ยคอมไปยลเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะบ้านละกรุทางคอมนี้ F total fixed cost หรือก็ fixed cost หรือ total fixed cost อันนั้นยังยังสรุปสรุปไป V variable cost per unit นะทลายปลายปลุกน้องมวยไอกิตานี่คือยลคอมนะจึง P P นี่คือ price per unit sold ทลายน้องมวยมวยไอกิตาเดบันลุก price perunit sold ថ្លៃមួយឯកតាដែលបានលក់ចេញណា sold មកវិសែល sell sold ណាថ្លៃមួយឯកតាដែលបានលក់ Q quantity produced and sold បរិមាណណាដែលបានផលិតហើយលក់ឬក៏បរិមាណលក់ចេញណា Q F fixed cost ឬក៏ total fixed cost total fixed cost V variable cost per unit ថ្លៃប្រែប្រួលក្នុងមួយឯកឯកតានេះបាទអញ្ចឹងទាញតាមរូបមន្តគណិតវិទ្យាទាញចំនេះ P Q ស្មើនឹង F បូកនឹង V គុណនឹង Q ដល់ត្រឹមនេះតណាមកយើងយកនេះអងនេះអងនេះយកមកដាក់នេះយកនេះយកនេះក្នុងមុំកញ្ចក់ទាំងពីរហ្នឹងណាស៊ីនដល់នេះស៊ីនសាយណារងណារងថ្នាក់ហើយបានគ្រូបាទអត់អីទេណា
bạn là cơ toàn bạn chẳng ong này ong này dừng vô ấy dừng chẳng mà này ong này ong này khi dừng đặt chu ấy tiền chu mất đặt chu chỉ cả ta này chẳng dừng tiền chu dừng tiền nhà quy đi mọc càng này đó dừng tiền quy chu mà này dừng bàn p chu đó quy chu mà là f mà này cái này nè p q đo v q mà là f tại dừng đặt chu chỉ cả ta nòm ỏi p và q p đo v mà là f nòm ỏi q q dừng tiền nhỏ cuối á q nè q mà là f l p đo v Q mà là F là P đạo V. Chẳng Q ấy Q Q cứ chia bạ đi man này tùm ninh để bàn luộc để thơ ở prạc chẩm ninh mà sôn. Thấy nhé. Bạ đi man này tùm ninh luộc để thơ ở prạc chẩm ninh mà sôn. F mà là F mình này thao total fixed cost này. Hãy check ơi p dot v, p cứ price trong một unit dot v, v cứ variable cost. Nhé. Chẳng hạn này cái hay cái vị phía tam algebraic จํานวน ปริมาณ ได้ บ้าน để thua ở ประจํา lệnh mà 0. Lâu giúp ông mơ trong diagram này. Diagram này ở trong rụp này. Nè, bọn miền cao và lật tế này, lực xài cầu này, x những y này, bài dân cụ chè máu. Nè. Hai, bọn miền cao lụ tế cứ bạc dùm đánh mà xôn rồi với xôn, xôn này xôn, xôn của cụ này, xôn thằng ọ. Khơi nhé, khơi nhờ lấy cụ cho ọ lấy. Đó khơi khơi nhé. Bà nó lực xài cầu O y x ni thì các sai con x y ni bậc miên ca và lật tế cứ sâu nừng ở còn tái nụ p là dương từ chua lan kia rô xí tham mà ngay xem sắp là chứng sai con phích khó cứ thế nè lại đàn thế nè phích khó sai con phích khó cứ xem sắp chập đi nè mà xem sắp là hốt mà ngay xem sắp ngay xem sắp ngay xem sắp là hốt nè nè thế nè nên vẽ quan pe vỉ à, mà ngay sam sập mà ngay sam sập chẳng, chẳng tụ bay miền này thà tụ bay dương ớt đỏ xì tê, có ấy, có miền chấm này có làng đây cứ chấm này thầy sam sập sam sập, chẳng khi sai con phải con nó khi khi trăng phẳng đài đấy, thì sam sập mà ngay sam sập ngay sam sập, toàn nếp ổn, nè, để cô khơi nhỉ, phải con. Nhé fixed cost. Ba, cho variable cost. Variable cost bạn thấy quạt chập đầm chỉ là số này. Bạn thấy ở miền blood số này. Nhé. Còn tay nó pe là quạt chập đầm blood. Cắt lăng này. Rải bùa lăng à. Lần tích lăng tích lần tích lăng tích lần tích lăng tích. Nè. Từ này. Nè. Từ. Ba. Hay. Chạy nắp rạng chùm nành. Rạng chùm nành với cát làng này nè. Bạn này thà bởi dương ọt bà lật tê. Cứ dương ọt xàm sập. Chạp đàm bên này. Xàm sập. Thế nó phải dương bà lật chạp đàm cán làng. Nhớ. Cán làng. Nè. Chân chùm nách đẹp và sập ní. Rồi viên total revenues. Nâng total cost. Thì xí thu thò được bao nhiêu thu thò khó như vậy nhỉ kỳ hao chấm nói xong đàm chấm nói xong đàm cứ chơi chấm nói để mình chấm nhanh mình khẹp này thằng thằng này thằng này hay mà hôm nay càng khóm đi kỳ hao lọ chấm nói khẹp bờ nông ưu ti ho mấy nhỉ ưu ti ho khu mấy nhỉ bờ mình bật sọ dương khẹp và mán bà mình chua lan cái hai bà mình đặt nhiều sọ dương khát và mãn sam sập sam sập sam sập nó quy chia tầm lại ấy
đồng lại thế lại đâm thế à cứ tầm lại phải khó nè phải nhé chẳng chờ anh phát cứ xem sắp năng ấy phải khó nè chẳng bại mà anh ấy kêu thằng loss đấy như là lỗ loss tại cái này nó cứ chuẩn bị sang đàm phát bị sang đàm tới nấy 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 chào đàm chuẩn đánh nhẹ chuẩn đánh tinh đăng tinh đăng tinh đăng tinh đăng tinh đăng hay cái nông kia này muối cứ nè 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 variable khó nè cứ net profit chuẩn mình sọt profit nè nè phải nhé chương chấm này bao nhiêu cứ ấy fixed cost both variable cost này phải vậy fixed cost này fixed cost cụ cho anh nhé fixed cost hay ni variable cost phải nhé chương dừng lụa ban phần này thầm này dừng lụa sập nữa ban phần tế dừng đo tứ dừng đo tứ mini tha dừng do chấm nô sập nắng đo chấm này sập cái chấm này sập này fixed cost variable cost fixed cost variable cost chứng fixed cost variable cost đó đâu dương sao mà cái nạt này mà cái nạt này thì ta profit profit chứng bởi vậy profit vì chỉ đánh tăng bây giờ nó sáng đá mình lừa mình sáng đá này anh ấy sáng đá mình lừa sáng đá mình tích chấm đánh phun phớt cái thằng này maximum này maximization này maximization này đôi khi nếp ôn mức sai con và điều bỏ khóc thì và điều bỏ khóc bằng này trẻ máu hay bằng này thay bài bố bằng này sau mình chạy thay bài bố mình chạp đi à sâu đi thế nào thay bài bố này 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 đời xa ấy đời xa thay anh ấy phải khóc tụi bây giờ mình bật có dương trên này xa em sập chẳng bằng tùm hôm và điều bỏ khóc cứ bình đoàn thế này ai à, này cứ chỗ này phải khó variable khó cả đang nộp tiền mình phải khó hay variable khó chấp làm bài pro là chỗ này chỗ này cả đang tại nộp tiền có ớt bớt à variable khó bị cho một khó bị trượt xí kia tầm này chương xem là này xem sập vậy này tại bây giờ thằng ớt ở xí tầm đó à phải khó mình biết sâu được ở nơi tầm này thấy sâu được ở nơi tầm này nè bà chẳng nghe chả này hay chỗ này sang đàm này mình phải mang mình sang đám ni cash ni chân đình hay ni profit ni variable cost ni fixed cost trong group này ba giờ lấy nó trong group giờ nó trong slide này ba chấn dân phẩm buồn cả là ba đấy nó ok chẳng dừng lực rồi bạn cho bà sân dựa bạn phơi hơi tưởng ông ta hạ động play đa bà dưỡng nó đã đa mẹ nó được bà dưỡng ạc bàn rô xì ấy tưởng ớt hay dưỡng vì miền ạc miền rô xì ấy tưởng ớt sâu nâng ớt nâng ấy mình chịu cảm ấy ớt nâng sâu nâng sâu tại bà dưỡng chạp đam chùa tiệc kế rư cò nâ dưỡng chạp đam mà chùa tiệc kế chẳng viên đang miên chậm nai cả là cứ phải cost bởi những anh miên chậm nai thế sâu đừng ở năng ấy miên ấy nhé bạn ok chẳng dừng breakfast sẵn đó nó bạn nó được rồi clean ba nhầm ha tới hay dừng chân lên thì mà đón ba nó dừng buồn cả là chẳng dừng nhầm sẵn tới chùa luôn với mong chúng ta to nè, trên lên mình kẻ quân, năng sân trọng.